Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, cùng đại diện các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quán triệt thực hiện các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các chuyên đề, công tác hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức các hội nghị cử tri và công tác giám sát bầu cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội nghị này được tổ chức ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử của Bộ Chính trị ngày 21 tháng 1, thể hiện sự nhập cuộc, chủ động tích cực khẩn trương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chuẩn bị mọi mặt kịp thời cho hệ thống trong việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Theo quy định của pháp luật, Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác bầu cử với 6 nhiệm vụ, cụ thể như phối hợp cùng với cơ quan nhà nước thành lập các tổ phụ trách bầu cử và cử đại diện tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử cùng cấp, chủ động triệu tập và chủ trì tổ chức các bước hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân theo đúng các văn bản hướng dẫn và quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với chính quyền cùng cấp ở xã phường thị trấn, tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thường xuyên cư trú tại địa phương. Chủ trì tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử gặp gỡ tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. Phối hợp với các tổ chức thành viên, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân cung cấp trong công tác tuyên truyền để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân. Cũng theo quy định của pháp luật, Mặt trận Tổ quốc thực hiện quyền giám sát bầu cử thông qua cử đại diện tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân hoặc tự mình tổ chức các đoàn giám sát thực hiện công tác bầu cử. Trong 6 nhiệm vụ trên, có thể nói nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mặt trận là tổ chức hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Ở Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị hiệp thương vào ngày 4 tháng 2 năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia cơ quan quyền lực các cấp. Việc bầu cử nhiệm kỳ mới được thực hiện theo luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng Nhân dân. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền và trách nhiệm tham gia cuộc bầu cử, hiệp thương giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử. Công tác tập huấn tốt và nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử sẽ góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong hệ thống mặt trận các cấp.